Hồng Quế lần đầu lộ diện với bụng bầu gần 5 tháng. Chiều tối ngày 24 tháng 5, Hồng Quế đáp chuyến bay vào Sài Gòn để tham dự show diễn thời trang Ngôn Ngữ Hoa của nhà thiết kế Hoàng Hải. Dù đang mang bầu, nhưng vì mối quan hệ thân thiết với Hoàng Hải, cô đã cố gắng có mặt để ủng hộ cho người anh trai. Đây là lần đầu tiên chân dài gốc Hà Nội lộ diện từ khi công khai chuyện sắp làm mẹ. Xuống phi trường vào thời điểm cấm đường vì chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama, Hồng Quế bị kẹt lại sân bay gần 1 tiếng đồng hồ. Cô kiên nhẫn kéo vali và cố gắng gọi taxi để về khách sạn. Vì đang mang thai gần 5 tháng nên Hồng Quế đi giày bệt, mặc váy suông che vòng hai đen lùm lùm. Chân dài tiết lộ cô đã tăng khoảng 10kg so với lúc còn son rỗi, gương mặt cũng nở nang hơn trước. Mặc dù chưa tiết lộ về giới tính của thai nhi, nhưng theo một nguồn tin, con đầu lòng của Hồng Quế là một nàng công chúa. Chân dài có tin vui vào thời điểm đang tham gia bước nhảy Hoàng Vũ 2016, cô rút khỏi chung kết cuộc thi để đảm bảo sức khỏe và dưỡng thai. Cô chưa từng hé lộ về cha đẻ của con mình và quyết định làm single mom. Chiều tối qua, sau gần 1 tiếng đồng hồ chờ đợi, Hồng Quế vui mừng bắt được taxi về khách sạn. Tối 25 tháng 5, cô sẽ dự show thời trang của nhà thiết kế Hoàng Hải với tư cách khách mời. Hồng Quế tiếc nuối khi không thể trình diễn trong chương trình vì đang vác bụng bầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.